Việt xin mình chào quý vị. Hôm nay Việt sẽ mời quý vị đến tham quan khu lịch sử và khu trưng bày của cuộc tiến công và nổi dậy năm 1975. Mời quý vị vào bên trong xem những chiếc xe tăng cũng như chiếc xe ô tô và những khẩu súng của cuộc chiến tranh. Mời quý vị. Đây quý vị, đây là một trong những chiếc xe Jeep của Mỹ sản xuất đấy quý vị. Nồi đồng của đá quý vị. Chất. Đây thì rất là nhiều khách nước ngoài đến tham quan đây quý vị. Những khẩu súng ngắn này quý vị. Đây là con dấu của Tổng thống nha quý vị. Và đây là những huân huy chương. Máy vô tuyến điện xa xa quý vị. Hôm nay Việt đi giới thiệu cho quý vị, Việt cũng được biết thêm về những chiếc mũ tai bèo. Và những chiếc bi đông. Bi đông là để đựng nước đấy quý vị. Mình chỉ biết cái bình đựng nước thì hôm nay mình đã biết tên. Loa này thì Việt nghĩ chắc quý vị cũng thế, là loa phóng thanh. Ở quê thì Việt cũng được nhìn rồi. Khẩu súng rất là chất đấy quý vị. Súng B40. Bên dưới là súng B41 đấy quý vị. Bên dưới là súng
Tiểu Liên AK này. Đây là chiếc phù điêu quân đội Sài Gòn, bộ đội Việt Nam. Mời quý vị xem tiếp. Đây là sản phẩm. Đây là một chiếc túi. Kỷ niệm rất là ý nghĩa của năm 1975 này quý vị. Chiếc mũ cối gọi là mũ cứng nha quý vị. Đây. Và mũ mềm là tên gọi của ngày xưa của các bác này. Đây là bàn đạc. Đây quý vị. Và họa sĩ Nguyễn Văn Hằng. Bàn đạc này Việt không hiểu ý nghĩa lắm. Quý vị nếu biết thì hãy chia sẻ giúp Việt để Việt biết thêm về kiến thức. Ra còn có những cây súng bắn tỉa đấy quý vị. Súng bắn tỉa này Việt nhìn giống như súng bắn chim ở quê Việt. Bên trên súng bắn tỉa là súng K63. Đây là những bức điện mật này, quý vị. Rất đơn giản. Máy vô tuyến điện. Đây quý vị. Chiếc nồi của các chiến sĩ khá xinh. Đây cũng là chiếc súng AK. Chiếc súng B41 này quý vị. Ngày xưa nó là thiết kế những cái súng đạn rất là giỏi. Bên trên là súng M79.
Đây là chiếc túi cứu thương nha quý vị. Và chiếc mũ tai bèo. Là cách mạng nước ta đang phát triển này. 20 năm. Bức thư này của đồng chí Lê Duẩn. Tình hình cơ bản ở Sài Gòn. Tháng 4 năm 1975 này quý vị. Đài bán dẫn. Chiếc đài này khá thú vị đấy quý vị. Để sẽ quay cho quý vị xem chiếc đài bán dẫn. Nó như chiếc đài radio ngày xưa. Túi sách của bà Vũ Thị Hoạt. Việt sẽ giới thiệu tiếp với quý vị những hình ảnh vũ khí của chiến đấu của quân đội Việt Nam năm 1975 này quý vị. Nhận huân chương anh dũng của bộ đội. Hiệu mặt cọp bộ đội Việt Nam thu được của quân đội Việt Nam Cộng Hòa này quý vị. Trên này cũng là hai chiếc súng mà bên trên là súng M70 đấy quý vị. Dưới là chiếc súng AK-15. Đây là súng tiểu liên AK này quý vị. Súng thứ hai cũng có tên là tiểu liên AK quý vị. Nhưng hai súng thì không giống nhau. Mới thấy một súng dài hơn, một súng ngắn hơn. Đây quý vị. Súng B40. Đây là chiếc súng phun lửa đây quý vị. Wow. Bên trong là vỏ đạn pháo 130mm này quý vị. Đây là cái vỏ đạn pháo này quý vị.
xưa có những cái con dao mạ tấu khá. Đây quý vị, dao mạ tấu ngày xưa. Ống nhòm này quý vị. Đây chữ ống nhòm này quý vị. Chữ máy điện thoại tăng âm này. Chiếc kiếm nha quý vị. Kiếm ngày xưa có hoa văn. Kiếm này thấy là bằng gỗ nha quý vị. Bên trong là súng cối. Đây là chiếc dây đai kéo pháo đây quý vị. Việt xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã xem cũng như nghe Việt chia sẻ những hình ảnh của cuộc chiến tranh năm 1975 quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và thành công. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tới của Việt.